Viên sử toàn thư xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhắc đến Nguyễn Công Trứ, ông là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Nổi tiếng là vị quan thanh liêm, tài trí hơn người, nhưng có lối sống tự do và vô cùng ngang tàng, ngạo nghễ. Năm Minh Mạng ở ngôi từ năm 1820 đến năm 1840, Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương. Nguyễn Công Trứ thấy địa thế cần phải đào con sông thì cần phải phá đền Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Ông liền ra lệnh cho dân phu phá đền để khai phá công trường. Thế nhưng, ông đã nhận được cái kết bất ngờ khi phá đền Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Vậy thực hư câu chuyện phá đền này như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi khám phá ngay sau đây! Nguyễn Công Trứ và câu chuyện phá đền Trạng Trình. Nguyễn Công Trứ tên tục là Củng, tự là Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu là Hy Văn, sinh ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất năm 1788, người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Theo một số tài liệu, ông sinh ở Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Khi sai người đào mang bát hương ra, Nguyễn Công Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vải điều. Nguyễn Công Trứ lau sạch, đọc được các câu đã ghi: Minh Mạng thập tứ, thằng Trứ phá đền phải làm đền, nào ai đụng đến doanh điền nhà bay. Ông lập tức thảo sớ về kinh, xin bãi bỏ lệnh phá đền. Ông còn cho người sửa sang lại đền trạng khang trang hơn. Từ đó, ông không còn nghĩ đến việc phá đền để đào sông nữa. Tục truyền trong làng, có cha con ông Khả đi bắt chuột kiếm sống. Khi đến bên mộ tạng, hai cha con vướng víu thế nào, lại làm đổ tấm bia trên mộ. Dân làng rất sùng kính Trạng Trình, nên khi thấy bia mộ bị đổ, họ nổi giận bắt cả hai cha con, kêu nộp phạt ba quan tiền mới tha. Vì khi tấm bia đổ xuống, thấy có hàng chữ ở sau: Cha con thằng Khả, đánh ngã bia tao, làng xóm xôn xao, bắt đền quan tám. Cha con ông Khả chịu nộp phạt, nhưng dân làng phải tha cha con về nhà chạy tiền. Chỉ tìm được có một quan tám, dân làng không chịu. Cha con ông Khả ngẫm nghĩ mới tìm được cách. Cha con bèn nói với dân làng: Cha con tôi bị Trạng Trình bắt phạt, có quan tám. Quan tám nói lái lại thành quan tám, đúng như cha con ông Khả đã tìm đủ số tiền. Nguyễn Bình Khiêm là một nhà thơ lớn, không chỉ của thế kỷ 16. Thơ văn của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm có lưu lại khoảng gần 1.000 bài trong bộ Bạch Vân Thi Tập, gồm Bạch Vân Am Thi Tập bằng chữ Hán và Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập, còn gọi là Trình Quốc Công Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập. Thơ của ông mang nặng tình người, khuyên người đời biết điều nhân nghĩa. Như vậy, sau khi đọc được câu thơ ghi trên tấm bia, Nguyễn Công Trứ vội cho người sửa sang lại đền Trạng Trình. Ông không dám nghĩ đến việc phá đền để đào con sông nữa. Phải chăng những dòng chữ trên tấm bia chính là những câu sấm truyền của Nguyễn Bình Khiêm khi ông đã tiên đoán chính xác sự việc xảy ra? Vậy những giai thoại về lời sấm truyền huyền bí của nhà tiên tri số 1 Việt Nam như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây! Nguyễn Bình Khiêm lúc nhỏ có tên là Nguyễn Văn Đạt, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1491, âm lịch ở làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, dưới thời vua Lê Thánh Tông, thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Lê Sơ. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ nổi tiếng học rộng, mẹ là con út của quan tiến sĩ Thượng Thư Bộ Hộ Triều vua Lê Thánh Tông. Nguyễn Bình Khiêm sớm được giáo dục cẩn thận, rèn luyện cả về thể lực và trí lực, nên to khỏe, thông minh khác thường, chưa đến một tuổi đã nói sõi. Lên 4 tuổi, Nguyễn Bình Khiêm được mẹ dạy sách kinh, thơ nôm. Đến tuổi trưởng thành, nghe tiếng bản nhãn Lương Đắc Bằng ở làng Lạch Triều thuộc huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa ngày nay, nổi danh trong giới sĩ phu đương thời, Nguyễn Bình Khiêm đến tận nơi tầm sư học đạo. Vốn sáng dạ, lại chăm chỉ học hành, Nguyễn Bình Khiêm nhanh chóng trở thành học trò xuất sắc của thầy và được chính thầy giao con trai cho nuôi dạy. Tường truyền thuở nhỏ, Nguyễn Bình Khiêm có tên là Nguyễn Văn Đạt với ý là sẽ thành đạt. Mẹ ông là Nhữ Thị Thục, con gái hộ bộ thượng thư Nhữ Văn Lân, là bậc nữ lưu tài hoa và bậc nhất chốn kinh kỳ thời bấy giờ. Bà giỏi văn chương và tài học về lý số, biết trước những gì có thể xảy ra và có ước vọng là lấy chồng làm vua hoặc có con làm vua. Do đó trong quá trình dạy dỗ, bà đã truyền cho Đạt ước vọng ấy. Một hôm khi bà đi vắng, ông định ở nhà với con và tình cờ hát Nguyệt treo cung, Nguyệt treo cung. Không ngờ Đạt nhanh nhảu ứng đối lại ngay.
vịn tay tiên, nhẹ nhẹ rung. Khi bà về đến nhà, ông rất tâm đắc kể lại chuyện ấy thì bị bà trách. Nuôi con mong làm vua làm chúa, cớ sao lại mong làm bầy tôi. Nguyệt chỉ bầy tôi. Lại một lần khác, bà dạy cậu bé Đạt câu hát bống bống bang bang, sau này con lớn con tựa ngai vàng. Ông Định hoảng sợ vì nếu triều đình hay được sẽ bắt đầu về tội khi quân, nên sửa lại bống bống bang bang, ngày sau con lớn con vịn ngai vàng. Nhiều lần như vậy, bà rất bất bình nên bỏ đi, khiến Văn Đạt lớn lên chỉ được ở cạnh bố. Đến tuổi trưởng thành, Văn Đạt đã cất công vào tận xứ Thanh để học bảng nhãn lương đắc bằng. Mộ quan đại thần hồi hưu sớm. Vốn sáng dạ lại chăm chỉ nên chẳng bao lâu Đạt đã trở thành học trò xuất sắc nhất của người thầy họ Lương. Bởi vậy mà trước khi qua đời, Lương Đắc Bằng đã trao lại cho Nguyễn Bình Khiêm bộ sách quý về dịch học là Thái Ất Thần Kinh. Gặp thời đại loạn, trông gương thầy mình lại biết bấm độn nên Văn Đạt đã bỏ qua tới 9 kỳ đại khoa. Trong đó có 6 khoa thi dưới triều Lê Sơ và 2 khoa thi đầu tiên dưới triều Mạc. Tới năm 1534, dưới thời Mạc Thái Tông, ông mới quyết định đi thi. Trước khi đi thi, ông đổi tên khai sinh Nguyễn Văn Đạt thành Nguyễn Bình Khiêm. Nghĩa của hai chữ Bình Khiêm được hiểu là giữ trọn tính khiêm nhường. Khoa thi hương năm 1534 ông đỗ đầu. Sau đó, ông đỗ đầu 2 kỳ thi hội, thi đình năm 1535, đoạt danh hiệu Trạng Nguyên nhà Mạc. Trạng Nguyên ở tuổi hơn 40 và những lời tiên tri nổi tiếng. Khi nhà Hậu Lê, Lê Sơ và Lê Trung Hưng rơi vào khủng hoảng, Nguyễn Bình Khiêm đã không ra ứng thi sớm. Tính từ khi trưởng thành, ông bỏ qua 6 khoa thi dưới triều Lê Sơ. Ngay cả khi nhà Mạc lên thay cho Lê Sơ năm 1527, xã hội dần ổn định, ông vẫn bỏ qua 2 khoa thi đầu dưới triều Mạc. Tới năm 1535, dưới thời vua Mạc Đăng Doanh, thời thịnh trị nhất của nhà Mạc, ông mới quyết định đi thi và đậu ngay Trạng Nguyên. Năm đó Nguyễn Bình Khiêm đã ngoài 40 tuổi. Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Bình Khiêm được bổ nhiệm làm nhiều chức vụ, được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi Trình Quốc Công, nên dân gian quen gọi ông Đại Trạng Trình. Trong gần 20 năm, từ 53 đến 73 tuổi, Nguyễn Bình Khiêm không ra ở hẳn kinh sư nhưng vẫn đảm nhiệm nhiều việc triều chính. Sách Lịch Triều Hiến Chương Đại Trí viết rằng vua Mạc tôn như bậc thầy, trong khi nước có việc quan trọng vẫn sai sứ đến hỏi ông. Có lúc còn triệu ông về kinh để hỏi mưu lớn. Ông học rộng hiểu sâu, nghĩa lý kinh dịch, mưa nắng, họa phúc, việc gì cũng biết trước. Sử sách đều thừa nhận Nguyễn Bình Khiêm là nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, coi ông là nhà tiên tri số 1 nước Việt. Ông từng đưa ra lời sấm bảo nhà Mạc chạy lên Cao Bằng dựng nghiệp sau khi thất thủ ở Thăng Long và sẽ tồn tại 3 đời. Quả nhiên điều này đúng. Ông còn khuyên Trịnh Kiểm giữ chùa thờ Phật được an oản, tìm người trong tông thất nhà Lê lập làm vua. Nhà Trịnh làm theo và từ đó nối đời cầm quyền, nhưng danh nghĩa vẫn là tôn phò nhà Lê. Với nhà Nguyễn, từ khi Nguyễn Kim chết, Nguyễn Uông, con cả của Nguyễn Kim, đã bị Trịnh Kiểm ám hại. Trước tình thế nguy nan, Nguyễn Hoàng, con trai thứ Nguyễn Kim, đã cho người đến đòi Nguyễn Bình Khiêm và nhận được câu ẩn ý: hoành sơn nhất đái, khả dĩ dung thân, nghĩa là một giải hoành sơn có thể dung thân được. Nhờ đó năm 1568, Nguyễn Hoàng đã xin họ Trịnh vào trấn thủ xứ Thuận Hóa, rồi dần xây dựng cơ đồ họ Nguyễn ở phương Nam. Trong bài thơ Cự Ngao Đới Sơn, thuộc tập thơ Bạch Vân Am Thi Tập, ông viết rằng: biển đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Chí những phù nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Câu này như lời khuyên của Trạng Trình với thế hệ sau, rằng phải nắm giữ được biển đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời. Trong bài viết Tầm nhìn chiến lược về biển đảo của Trạng Trình từ 500 năm trước, tác giả Nguyễn Đình Minh nhận định: trước đây, khi đề cập đến lãnh thổ, chúng ta thường nói nhiều về sông núi đất đai. Chúng ta có nói về biển nhưng không nhiều, biển không là trọng điểm nhấn mạnh. Từ 500 năm trước, Nguyễn Bình Khiêm đã dự báo tầm quan trọng của biển đảo dẫn đến sự tồn vong thịnh trị của cả quốc gia. Điều ấy cho thấy tầm chiến lược về bảo vệ của ông rất rộng lớn và toàn diện. Với bài thơ Cự Ngao Đới Sơn, Nguyễn Bình Khiêm có thể được coi là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn chủ quyền Biển Đông. Triết lý giáo dục của người thầy từng đào tạo nhiều nhân tài.
Ngay từ khi Đỗ Trạng Nguyên, Nguyễn Bình Khiêm đã dạy học. Theo cuốn Chu Văn An, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Thiếp, ba bậc thầy của nền giáo dục Việt Nam, học trò được ông đào tạo thời kỳ này có rất nhiều người nổi tiếng về sau. Trong đó có Lương Hữu Khánh, con trai của thầy Lương Đắc Bằng, Đỗ Cử Nhân, trở thành tướng giỏi văn võ song toàn. Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan thi đỗ tiến sĩ, có tài năng toàn diện về võ bị, văn học và ngoại giao. Nguyễn Dữ, nhà văn nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam. Đến khi lui về quê, ông đã dựng am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, lập quán Trung Tân, làm cầu Nghinh Phong Trường Xuân cho dân qua lại thuận tiện và mở trường dạy học bên cạnh sông Tuyết hay sông Hàn ở quê nhà. Vì vậy sau này, các môn sinh tôn ông là Tuyết Giang Phu Tử. Nguyễn Bình Khiêm đã giáo dục cho nhân dân, học trò rất nhiều về đạo lý làm người, đạo lý ở đời, sử học, cách học. Ông coi việc giáo dục phải thực hiện được vai trò định hướng ý chí và hành động cho người học, nhất là việc gắn ý chí với học hành, với lý tưởng cống hiến hết mình cho đất nước. Ông đặc biệt đề cao trách nhiệm cống hiến xã hội không ngừng, cho rằng tác dụng cao nhất của giáo dục là cứu nhân độ thế, hướng con người trở về tịnh thiện, bởi thiện là dòng dõi của giáo dục, đúng như phương châm sư phạm xưa. Trên cơ sở giáo dục cái thiện, thầy giáo Nguyễn Bình Khiêm vẫn dạy kinh, truyện theo đúng chương trình thi cử lúc bấy giờ. Theo các thư tịch cổ, việc thi cử lúc bấy giờ rất quy mô, học sinh học vất vả, thầy giáo phải bỏ nhiều công kèm cặp. Việc các học trò của thầy giáo Nguyễn Bình Khiêm chiếm gần hết các thứ hạng cao ở các kỳ thi chứng tỏ việc dạy học của thầy quy củ nghiêm khắc. Thầy giáo Nguyễn Bình Khiêm còn khác người ở chỗ muốn đào tạo học trò thành người có thực học, có trí thức toàn diện để giúp đời. Tác giả Trần Lê Sáng viết trong cuốn sách về ba bậc thầy của nền giáo dục Việt Nam. Nhiều nghiên cứu về sau chỉ ra rằng Nguyễn Bình Khiêm luôn chủ trương thúc đẩy con người nâng cao hiểu biết về thế giới xung quanh, có cách hành xử đúng chuẩn mực trong đời sống. Ông coi việc học phải nhằm thành đạo, yêu cầu các học trò nêu gương bậc thánh hiền, đề cao vai trò của sự tìm tòi học hỏi. Nguyễn Bình Khiêm cũng coi trọng đạo lý hơn văn chương, điều này thể hiện rõ trong các tác phẩm văn thơ. Ông sáng tác rất nhiều văn thơ bằng cả chữ Nôm và chữ Hán. Về thơ chữ Hán, Nguyễn Bình Khiêm có Bạch Vân am thi tập với khoảng 1.000 bài. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Vinh viết trong cuốn Nhà Mạc và Thời đại Nhà Mạc hơn 20 năm nghiên cứu và nhận thức rằng đây là con số mà từ thời Nhà Mạc trở về trước hoàn toàn chưa có. Đến như Nguyễn Trãi cũng chỉ có 105 bài. Về thơ chữ Nôm, Nguyễn Bình Khiêm có Bạch Vân quốc ngữ thi tập nhưng không rõ có tất cả bao nhiêu bài. Ngoài ra ông để lại nhiều bài văn bia và sấm ký. Ông được coi là người viết nhiều văn thơ nhất trong năm thế kỷ đầu tiên của nền văn học nước nhà. Thưa quý vị, như vậy, chặng trình Nguyễn Bình Khiêm đã có rất nhiều đóng góp cho nền văn hóa dân tộc, đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục và được nhiều nhà khoa học đánh giá cao. Ngày nay, nhiều trường học được đặt theo tên ông nhằm tưởng nhớ đến bậc thầy vĩ đại. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị nghĩ sao về những lời sấm truyền của Nguyễn Bình Khiêm ạ? Hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.